đời chống tàn ngoại xâm, nêu cao tinh thần thượng võ, yêu chuộng hòa bình. Nói đến võ thuật Việt Nam, một trong những phái võ chúng ta không thể không nhắc đến đó là phái võ Ngô Minh Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình các thành viên của phái võ Ngô Minh Nam tại La Giang. Xin mời quý vị hãy chú ý đến sân khấu để đón xem một màn trình diễn vô cùng độc đáo này. Xin cảm ơn nhóm võ của Việt Nam đến từ Nam Giang.